Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Chúa hẹn dậu này do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Trong cuốn chapter of life, ấn bản cách này hơn nửa thế kỷ của vị lạt ma Tây Tạng Tê, Lốp Giang Giampa, có lời tiên tri rằng đấng cứu thế hay đấng lãnh đạo thế gian, ai muốn gọi ngài với danh vị gì tùy sở nguyện, the Savior or world leader, whichever you prefer. Ngài sanh vào đầu năm 1985 và được sự giáo huấn rèn luyện thật đặc biệt, Ngài gốc người châu Á. Tất nhiên đấng cứu thế cũng phải có những môn đồ thân cận hay những người phụ tá, hay những vị bộ trưởng, tùy sở nguyện ai muốn gọi họ với danh vị gì cũng được cô thêm what you like. Họ là những người đặc biệt sinh ra đời để phụng sự thế gian. Người đồ đệ đầu tiên của Ngài sanh năm 1941, và những người đồ đệ kế tiếp sanh muộn hơn. In 1941, The First of the disciples was born, and other have been born in chapter of life P. 23. Lời bình, đấng cứu thế sinh ra đầu năm 1985, The Actu ổ Savio Win Be Born Early in 1985, and in the interim the disciples Win Be Preparing the Way. Đầu năm 1985, tức tháng một đề nhằm vào tháng chạp hay tháng 12 AL. Năm giáp tý ứng với câu sấm chẳng trình, năm giáp tý vẻ khuê đã dạng. Cùng từ vẻ khuê là vì sao khuê báo điểm linh ứng đấng cứu thế giáng trần. Chúa hẹn dậu này. Vì sao Chúa phải chịu đóng đinh? Vì yêu nhân loại Chúa hy sinh. Treo thân quằn quại trên thập giá. Cứu rỗi nhân loài bởi nặng tình. Nặng tình thương chúng cõi hồng trần. Chúa nguyện cúng dường chọn tấm thân. Mặc dòng máu chảy trời rớt lệ ngàn năm nhân loại mãi bâng khuâng. Chúa đã ra đi vì yêu người, một mình gánh khổ khắp nơi nơi. Đắng cay Chúa nguyện đành cam chịu, gieo sâu bác ái tận muôn đời. Chúa hẹn dậu này Chúa trở về, trong cảnh nhân loài cõi trần mê. Khi bom nguyên tử dung trời đất, tang thương chết chóc khắp tư bể. Chúa cứu loài người khỏi diệt vong, phép linh Chúa giải khắp đại đồng, cứu hiền trừ ác theo thiên luật lưới trời không sót một mảy lông. Sydney, Kiểng Xuân, cơ thâm thì họa diệt thâm. Nào trong sách sử có lầm ở đâu? Người khôn nghe nói càng giàu. Người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo. Rồi sau sẽ thấy hùng beo. Khắp trong bá tánh hiểm nghèo đáng thương. Điên này vương lịnh minh vương. Với lịnh Phật đường đi xuống giảng dân. Thấy trong bá tánh phàm trần. Kẻ khinh người nhạo thần tiên quỷ tà. Mặc ai bàn tán gần xa quỷ của Phật bà sai xuống cứu dân. Kẻ xa thì mến đức ân, làm cho người gần ganh ghét khinh khi. Nam mô, mô Phật tử bi, miệng thì niệm Phật lòng thì tà gian. Khắp trong bá tánh trần hoàn, cùng hết xóm làng đều bị người điên. Điên nầy xưa cũng như ai, vào các gia đài tột bực giàu sang, nghĩ suy danh lợi chẳng màng. Bèn lên ẩn giật lâm san tu trì, nhờ trời may mắn một khi, thần thơ lại gặp đức thầy biểu, sơn cúi đầu điên tỏ nguồn cơn, động lòng bác ái ra ơn dạy truyền, thấy điên tâm tánh quá thiêng, nội trong sáu khắc biết liền thiên cơ. Chuyện này thôi nói sơ sơ, để rộng thì giờ nói chuyện trơn tu, dương trần kẻ trí người ngu, ham võng ham dù danh lợi xuê sang, cờ đã đến nước bất an, chẳng lo tu niệm tham gian làm gì, Phật trời thương kẻ nhu mì, trọng cha, yêu chúa kính vì tổ tông, ngồi buồn nói chuyện bông lông, khắp trong trần hạ máu hồng nhuộm rơi. Chừng nào mới đặng thành thơi. Dậu Phật ra đời thế giới bình, yên. Điên này điên của thần tiên. Ở trên non núi xuống miền Lục Châu. Đời còn chẳng có bao lâu. dáng lo tu niệm đặng chầu Phật tiên. Khuyên người đời tu niệm. Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939. Lời bình, câu sấm. Phật trời thương kẻ nhu mì. Trọng cha, yêu chúa kính vì tổ tông cụm từ trọng cha nghĩa là tôn trọng đấng cha trời ngọc hoàng thượng đế, cụm từ yêu chúa là yêu đấng cứu thế. Sydney, ngày 17 tháng 8 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.